Nếu đi trên đường phố Nhật Bản, không khó để có thể thấy những chiếc nắp cống như thế này. Nắp cống tại Nhật Bản sở hữu thiết kế rất đa dạng, tùy thuộc vào từng khu vực, tính năng và nhà sản xuất. Hiện có khoảng 12.000 nắp cống nghệ thuật tại Nhật Bản. Bạn sẽ thấy hàng trăm những nắp cống rất đa dạng từ hình ảnh lịch sử, văn hóa, thực vật, động vật. Được biết các nắp cống đã hết thời gian sử dụng cũng chào bán vào khoảng 3.300 yên mỗi chiếc. Sản phẩm này đã trở nên vô cùng đắt khách, khiến chính quyền một số nơi phải giới hạn số lượng mỗi người chỉ được mua một chiếc.